thôn tính của chúng ta đã rơi những giọt nước mắt khi chị nhận tình cảm yêu thương của mọi người dành cho chị. Và tôi liên tưởng đến bài thơ, một bài thơ mà tôi cũng rất thích trong tuyển tập này, trong quá trình tôi liên tập. Lúc này tôi nhìn chị đang giống như trong bài thơ này. Người đàn bà ngồi sau ô cửa sổ, lặng lẽ nhìn trời, giấu nỗi khổ trong tim. Ở sau bức rèm là vực sâu cổ họng, người đàn bà im lặng ngắm nhìn, không nước mắt, không dòng lệ tuổi. Và những dòng lệ của chị là những dòng lệ của niềm vui, của hạnh phúc. Chị sinh tháng 10, tại sao hôm nay ban tổ chức lại có một chiếc bánh cao to 5 tầng dành cho chị? Bởi vì cô gái ấy sinh tháng 10, và trong khán phòng này có một người đàn ông, một độc giả, một người cũng rất yêu quý Ti Von Tím, đã nhắn nhủ với ban tổ chức chúng tôi dành tặng cho chị một chiếc bánh và một lẵng hoa, bằng tất cả gì yêu thương nhất, trân trọng nhất dành cho một hồn thơ. Và các quý vị ạ, chúng ta sống trong cuộc sống này, hàng ngày các quý vị bận rộn với công việc, với lo toan, với vất vả, có mấy ai chúng ta có những giây phút an nhiên thảnh thơi như tối hôm nay? Tất cả các quý vị đã mất chút thời gian đến đây và chúng ta lắng sâu trong những giai điệu này, ngọt ngào này, chúng ta sẽ nhớ mãi, đúng không ạ? Tôi xin trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Hàn Thi. Anh cũng là một tác giả của Săn. Anh sẽ lên có đôi dòng chia sẻ dành cho tác giả Ti Von Tím. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Hàn Thi ạ. Tôi tên thật là Trần Việt Thịnh, bút danh Hàn Thi. Lời đầu tiên xin gửi lời chào kính chúc sức khỏe tới toàn bộ quý vị đại biểu, các thi hữu trong khán phòng ngày hôm nay. Trong một bài phê bình gần đây trên hệ thống mạng Internet toàn cầu Facebook, tôi có viết rất dài cho nữ thi sĩ Ti Von Tím. Tôi xin trích một đoạn cuối của bài phê bình đó. Tập thơ Người giữ lửa cho tình yêu cháy mãi sẽ là món quà xinh xắn nhưng chất chứa bao ác bao hoài vọng, tiếng lòng đắm đuối yêu thương nồng nàn. Trong nhiều bài viết cứ gửi gắm một thông điệp của giá trị sẽ kia ngút ngàn lòng yêu thương nhân hậu đến với mỗi chúng ta. Chúc kỳ người đàn bà mang cái tên trìu mến Ti Von Tím như một biểu trưng cho hoài vọng thủy chung của con người, còn bay cao bay xa nữa trong vòng trời thánh thiên của thi ca nước nhà. Và tôi xin đọc một bài thơ trong 68 bài tập thơ. Tôi xin đọc: bài thơ có nhan đề Cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ đã sinh anh ấy cho con, để hôm nay con được yêu anh bằng cả trái tim người con gái. Mẹ nuôi anh qua hết thời non dại, anh lớn khôn rồi dành phần đời còn lại cho con. Mẹ đã cho anh hết cả quãng đời son, đã hy sinh cả cuộc đời của mẹ, chẳng quản nắng mưa suốt cả thời son trẻ, để bây giờ anh ấy thuộc về con. Cảm ơn mẹ, mẹ đã cho con một hạnh phúc mà bao người mong muốn, cả cuộc đời tảo tần với anh khôn lớn, để hạnh phúc sau cùng cũng dành tặng lại cho con. Dẫu muôn phần bi tả hay triệu lời cảm ơn cũng không đền đáp được công ơn của mẹ. Cảm ơn mẹ, người đàn bà suốt cả thời son trẻ sinh ra anh và cho con hạnh phúc một con người. Xin hết ạ. Xin chào, cảm ơn anh. À, lần nào anh Hàn Thi xuất hiện ở trên sân khấu của Sun Club ấy, thì anh cũng mang một cái luồng hơi thở mới đầy sức sống, thanh xuân và tuổi trẻ. Các quý vị có biết không ạ, anh Hàn Thi vừa ra khỏi bệnh viện là chạy liền đến đây luôn đấy ạ. Và anh vẫn đầy năng nổ, nhiệt huyết, một diễn viên kịch nói và là một nghệ sĩ của nhân dân, một nghệ sĩ của lòng người, nghệ sĩ của nhà Sun chúng tôi. Xin tất cả các quý vị dành cho anh một tràng vỗ tay. Xin chân trọng cảm ơn anh.
ở dưới khán phòng này ngày hôm nay còn có sự xuất hiện của một tác giả. Anh đến từ Bắc Giang và anh cũng là một người rất yêu quý tác giả đi.